Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây phần màn hình. Màn hình cảm ứng của BlackBerry DTEC 60 đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Khi quý vị các bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần màn hình cảm ứng của BlackBerry DTEC 60 lỗi hỏng, không lên, màn hình lúc lên lúc không chập chờn, cần một địa chỉ thay mới màn hình của BlackBerry DTEC 60. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099 hoặc truy cập trực tiếp vào website www.didongcaocap.vn. Chúng tôi hiện có mọi loại linh kiện phục quá trình sửa chữa BlackBerry DTEC 60 nói chung và fix tất cả các lỗi của DTEC 60. Riêng đối với màn hình của BlackBerry DTEC 60, chúng tôi luôn có sẵn tại didongcaocap.vn phục quá trình sửa chữa thay mới cho các bạn khi cần. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ 024 66 75099 didongcaocap.vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ thay mới màn hình của BlackBerry DTEC 60 hàng đầu Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị các bạn.